Anh trai Trường Giang lên tiếng về vụ va chạm giao thông của em trai. Anh trai Trường Giang chính thức lên tiếng về vụ va chạm giao thông của em trai mình. Rạng sáng ngày 19 tháng 9, một đoạn clip ngắn vừa được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cuộc nói chuyện to tiếng qua lại giữa danh hài Trường Giang và một nam thanh niên lạ mặt. Được biết trong lúc di chuyển, xe của bạn trai Nhã Phương đã đâm và làm vỡ phần đuôi của chiếc xe di chuyển phía trước. Qua đoạn clip có thể thấy, danh hài mười khó không nhận lỗi về phần mình và liên tục lớn tiếng cãi vã. Cách đây ít giờ, cư dân mạng tiếp tục truyền tay nhau hai đoạn clip ghi lại quá trình đo nồng độ cồn của nam danh hài Trường Giang cùng với cảnh sát giao thông và clip ghi lại đầy đủ tại hiện trường xảy ra vụ việc. Giữa lùm xùm câu chuyện, mới đây trong phần trả lời phỏng vấn của một tờ báo, anh trai của Trường Giang chính thức lên tiếng về sự việc nêu trên, anh cho biết đây là việc dân sự liên quan đến cảnh sát giao thông nên chúng tôi đợi công an xử lý. Do đó chúng tôi chẳng có gì để nói lúc này. Quan điểm của tôi rất rõ ràng là dù Trường Giang có là ngôi sao thì khi vi phạm giao thông cũng phải chịu trách nhiệm như người bình thường. Tuy đang vướng vào scandal nhưng Mười Khó vẫn xuất hiện khá tươi tỉnh, làm việc cùng đoàn phim và anh còn nhắn nhít chụp hình với Trương Mỹ Nhân. Diễn viên Quý Bình chia sẻ về bạn gái mới sau Lê Phương. Sau chuyện tình đẹp với diễn viên Lê Phương, diễn viên MC Quý Bình chia sẻ hiện tại đang hạnh phúc với bạn gái mới. Gặp MC Quý Bình trong một buổi giới thiệu cuốn sách Nhà May Mắn tại Hà Nội, MC Điển Trai đã dành cho Vietnamnet vài phút chia sẻ về cuộc sống, tình yêu sau chia tay với diễn viên Lê Phương. Buồn cũng không thể nào che giấu. Là một MC có tiếng, show rất nhiều, nhưng anh lại bỏ tiền túi ra để làm MC cho buổi ra mắt sách mà tiêu đề của nó cũng chẳng lấy làm hút độc giả bây giờ cho lắm. Lý do là gì? Cách đây 3 năm, tôi biết tới chị Tim trong một lần chị ấy gọi điện cho tôi để làm MC cho chương trình kỷ niệm 20 năm Nhà May Mắn. Khi dẫn chương trình này, tôi thật sự thấu hiểu được tấm lòng người phụ nữ Thụy Sĩ này dành cho những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trên đất nước mình. Tôi tự trách bản thân rằng sao một người như thế, một trung tâm như vậy mà mình sống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng không hay biết. Tôi trách mình đã quá vô tâm, chỉ biết làm việc, lo phục vụ khán giả của mình thôi mà không hề biết xung quanh mình còn bao nhiêu người cần giúp đỡ. Từ đó tôi giận bản thân và luôn nói với chị Tim là bất kỳ hoạt động nào của ngôi nhà này hãy cho tôi tham dự, đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cộng đồng. Không hẳn tôi từ bỏ tiền túi lo vé máy bay, ăn ngủ ở các tỉnh thành Việt Nam, mà cả đi nước ngoài cùng hoạt động này tôi cũng tự lo hết. Cát xê của anh giờ chắc cao lắm mới có thể làm được điều đó, chứ nhiều người cũng có tấm lòng nhưng hoàn cảnh không có điều kiện thì biết làm sao. Trước tôi cũng nghĩ vậy, bao giờ mình thật giàu có thì mới có thể giúp đỡ người khác được, nhưng thật ra tôi đã lầm, ở một mức độ nào đó, mình giúp trong khả năng của mình, chỉ cần có tấm lòng và muốn làm, tôi nghĩ thế. Anh là người may mắn, đồng nghiệp vẫn gọi anh vậy, bởi con đường nghệ thuật với anh như được trải hoa hồng. Vẻ ngoài điển trai có phải là một lợi thế vô cùng lớn để tồn tại trong giới giải trí. May mắn thì đến đều với tất cả mọi người, chứ không riêng gì tôi. Nhưng chúng ta biết nắm bắt sự may mắn đó như thế nào lại phụ thuộc vào từng người. Chúng ta có duy trì được sự may mắn đó, phát huy được sự may mắn đó để tỏa sáng hay không mới là quan trọng. Thật ra nhiều người nói tôi có ngoại hình điển trai nên thăng tiến nhanh. Tôi nghĩ cũng không phải, vì có rất nhiều người điển trai hơn tôi nhiều lắm. Tôi thấy tôi xấu, tôi không được cao và da rất đen. Tôi chỉ biết được lợi điểm và nhược điểm của mình ở đâu để tôi phát huy và khắc phục, dung hòa chúng, vậy mà thôi. Thế ưu điểm và nhược điểm của anh là gì? Chiều cao và ngoại hình gai góc xù xì của tôi có những vai diễn rất phù hợp, nhưng có những vai diễn mà tôi thích cũng không vào được. Còn lợi điểm của tôi là được trời phú cho giọng nói, khả năng hoạt ngôn và giọng hát biểu cảm tốt. Lợi điểm nữa mà tôi vô cùng cần thiết cho người diễn viên là cặp mắt của tôi. Mọi người nói là cặp mắt biết nói, nhưng thật ra tôi cũng thấy hơi bất lợi, vì đôi khi buồn muốn che giấu mà không che được, nó bị lộ ra ngoài hết. Tôi chính là người may mối cho Lê Phương. May mắn trên con đường nghệ thuật, nhưng chuyện tình cảm thì không. Anh có một tình yêu đẹp với diễn viên Lê Phương, giờ cô ấy đã đi lấy chồng, anh hiện tại có ổn không? Tôi biết khán giả quan tâm tới tôi không chỉ về con đường nghệ thuật mà cả chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm tôi nghĩ rằng đó là cái duyên, đủ duyên thì mình gặp được người phù hợp với mình, để mình có bến đỗ bình yên, xây dựng hạnh phúc cho mình. Hiện tại tôi ổn và đã có người yêu mới. Cô ấy có làm nghệ thuật giống anh.
Không, cô ấy không làm gì liên quan tới nghệ thuật, nhưng cô ấy chia sẻ và rất thông cảm với công việc của tôi. Cô ấy rất am hiểu nghệ thuật nên có tư vấn cho tôi rất nhiều, từ chọn bài hát, trang phục. Tôi thực sự đang rất hạnh phúc và trong tương lai gần đây, tôi hy vọng mình sẽ chia sẻ niềm hạnh phúc này với khán giả yêu mến tôi. Chuyện của anh với diễn viên Lê Phương, cô ấy chắc chắn biết. Vậy khi nào cô ấy nhắc lại khiến anh buồn? Không, tôi với Lê Phương giờ là bạn, một tình bạn tri kỷ mà ai cũng ngưỡng mộ. Và con của Lê Phương cũng rất quý tôi. Chồng Lê Phương là bạn tôi và tôi chính là ông Mai cho hai người đó. Tôi là người kết mối nhân duyên này nên tôi tin một khi mình gieo duyên lành chắc chắn nhận được trái ngọt. Tôi sẽ công bằng mang lại cho tôi một người phụ nữ tốt. Tình duyên của nhóm 1088 một thời, người chưa muốn kết hôn, người cưới vợ lần hai. Các thành viên hầu hết đều có cuộc sống hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. 1088 được thành lập năm 2000 với 5 thành viên Điền Thái Toàn, Vân Quang Long, Ân Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo và Nhật Tinh Anh. Đây là nhóm nhạc nổi tiếng thời bấy giờ với những ca khúc như Gửi Tình Theo Gió, Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng. Tuy nhiên 1088 tan rã sau chỉ 2 năm hoạt động và các thành viên đều rẽ sang hướng khác nhau. Giờ đây, sau hơn 15 năm gặp lại, các thành viên của nhóm nhạc này đã có những thay đổi bất ngờ, đặc biệt là trong chuyện tình duyên. Ân Hoàng Phúc là thành viên có thể nói được là thành công rực rỡ nhất sau khi tan rã nhóm và đi hát solo. Anh là nam ca sĩ đầu tiên có số lượng băng đĩa bán chạy nhất thị trường, con số lên đến vài chục nghìn bản. Giờ đây, các bài hát của Ân Hoàng Phúc vẫn được nhiều người dùng để cover như Thà Rằng Như Thế, Người Ta Nói. Do mắc phải căn bệnh thoát vị đĩa đệm, phải sang nước ngoài điều trị trong nhiều năm, con đường sự nghiệp của anh đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Hiện tại, dù Ân Hoàng Phúc không hoạt động quá sôi nổi như nhiều năm trước, nhưng anh vẫn có cuộc sống giàu sang và hạnh phúc cùng tổ ấm. Anh hẹn hò và về chung nhà với người mẫu Kim Cương vào năm 2015. Tháng 4, 2016, anh không giấu khỏi niềm hạnh phúc khi lên chức bố. Hiện tại, Ân Hoàng Phúc đang có cuộc sống rất bình yên bên cạnh Kim Cương và cậu con trai nhỏ. Đồng thời, anh cũng nhận nuôi cả con trai riêng của Kim Cương và yêu thương cậu bé như con ruột. Vân Quang Long, giống như Ân Hoàng Phúc, Vân Quang Long gặp nhiều may mắn khi trở thành ca sĩ solo sau khi rời khỏi nhóm 1088. Một số ca khúc nổi bật của anh bao gồm Thư Cuối, Bởi Tin Lời Thề. Hơn nữa, anh được nhiều người mến mộ ở thời điểm anh kết hợp song ca cùng Cẩm Ly. Tuy nhiên sau đó, anh lại chọn việc xuất hiện thường xuyên ở các sân khấu ca nhạc tỉnh thành. Lý giải cho việc này anh nói, cái gì cũng phải có điểm dừng, lên đỉnh rồi dừng lại thì khán giả mới nhớ đến được, nếu kéo quá thì dừng cũng lụi tàn. Nam ca sĩ cũng nhanh chóng kết hôn và có được 2 con, một gái và một trai. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không như ý muốn, nhiều mâu thuẫn xảy ra khiến anh và bà xã phải chia tay vào năm 2015. Mới đây, khi xuất hiện tại sóng truyền hình trong một chương trình ca nhạc, Vương Quang Long chia sẻ mình vừa kết hôn lần thứ 2. Được biết, bà xã của anh tên là Linh Lan, cả hai cùng quê ở Đồng Tháp và vợ kém anh 10 tuổi. Nhật Tinh Anh cũng không thua kém gì Ân Hoàng Phúc, Vương Quang Long. Anh cũng đạt được một số thành công đáng kể trong sự nghiệp ca hát. Năm 2006, cái tên Nhật Kinh Anh nổi rần rần khi song ca cùng Khánh Ngọc bài hát Vầng Trăng Khóc. Sau đó, Nhật Tinh Anh còn được yêu thích bởi nhiều bản solo như Tình Yêu Diệu Kỳ, Tình Yêu Mang Theo. Hiện tại, Nhật Tinh Anh vẫn cần mẫn theo đuổi con đường âm nhạc. Ở tuổi gần 40, Nhật Tinh Anh vẫn chưa lập gia đình. Nam ca sĩ và bạn gái hiện tại đã yêu nhau hơn 15 năm nhưng chưa có ý định về chung nhà vì vẫn thích cảm giác được hẹn hò hơn. Nhất Thiên Bảo, sau khi 1088 tan rã, thay vì đầu quân về các công ty giải trí, Nhất Thiên Bảo quyết định tự thân vận động cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Anh tự thu âm, tự làm mọi việc trong khâu sản xuất. Vào năm 2004-2007, anh cho ra mắt 3 album nhưng không tạo được tiếng vang. Sau đó anh quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát và sang Mỹ định cư. Anh rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống và tập trung vào kinh doanh quán cà phê. Có thông tin anh đã kết hôn vào năm 2012. Ở Mỹ, anh cũng thường xuyên gặp gỡ với bạn bè là ca sĩ, nhưng Nhất Thiên Bảo không hề có ý định đi hát trở lại. Có lẽ nghiệp cầm ca đối với anh đã chấm hết. Điền Thái Toàn, sau khi nhóm tan rã, Điền Thái Toàn gặp nhiều khó khăn khi không biết phát triển con đường âm nhạc như thế nào vì ít kinh nghiệm hát solo. Nam ca sĩ từng phát hàng loạt album quay về, Tình Hoang Vắng, Tôi Không Lo Được Gì Cho Em.
Tuy nhiên, những sản phẩm âm nhạc này không giúp anh duy trì được sự nổi tiếng như thời còn hoạt động trong 1988. Một thời gian sau đó, anh quyết định kết hôn, sang Mỹ định cư và bỏ lại sự nghiệp ca hát dang dở ở Việt Nam. Điền Thái Toàn hiện sống ở Houston, Texas của Mỹ. Bên cạnh việc kinh doanh, anh thỉnh thoảng đi hát tại một số tụ điểm âm nhạc để phục vụ cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nam ca sĩ đã có được 2 con gái và anh cũng thường xuyên chia sẻ về các con lên trang mạng cá nhân.